Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc tất cả các bạn có thật nhiều trải nghiệm khi đến với kênh tin tức của chúng tôi. Và không để các bạn phải đợi lâu nữa, xin mời các bạn đến với bản tin mới sau đây nhé. Thịt lợn trị giá hàng tỷ đồng mắc hơn vàng, mua về lại không thể ăn. Những tảng đá đặc biệt mà họ tìm thấy trông rất giống các miếng thịt lợn và được xác định có niên đại từ kỷ Jura, cách đây hơn 100 triệu năm. Những bữa tiệc thịt với hàng trăm viên đá quý có giá lên đến 32.000 USD một viên. Các lớp riêng rẽ của những viên đá cứng và trơn nhẵn này được tạo ra nhờ một chu kỳ đá với các giai đoạn biến chất, lắng động, trầm tích và silic. Qua quá trình vận động, địa chất tiếp xúc với các khoáng chất khác bị sắc hóa nên tạo thành hình dạng đặc trưng như vậy. Điều kỳ lạ là các lớp của đá trông rất giống các lớp da, mỡ và nạc ở thịt lợn. Và chính sự đặc biệt này làm nên giá trị của nó. Mỗi viên đá có thể được bán ra với số tiền lên đến 3,8 tỷ đồng. Được biết, đá thịt lợn còn có tên gọi khác là đá phú quý. Nhiều gia đình truyền thống Trung Hoa cho rằng, sở hữu một viên đá này trong nhà đồng nghĩa với việc họ sẽ có thịt ăn hàng ngày. Vì vậy, đá thịt lợn được săn lùng và được buôn bán trong giới nhà giàu ngay từ xa xưa. Thậm chí, từ Hy Thái Hậu cũng từng có một tảng đá thịt lợn yêu thích. Mặc dù bắt nguồn từ Mông Cổ, nhưng hiện tại viên đá thịt lợn tròn bồ ấy đang nằm ở Viện Bảo tàng Đài Bắc. Trong giới tự nhiên, trải qua tích lũy ngày tháng, chịu ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài khác nhau, viên đá dần dần có thêm những hoa văn đặc biệt. Thậm chí có màu đậm nhạt sống động như thật, dường như có thể ngửi thấy được cả mùi thịt lợn nướng thơm lừng, có thể nói là thế gian hiếm thấy. Bên cạnh đó, việc chạm khắc lên những viên đá luôn là môn nghệ thuật, đòi hỏi sự công phu và sản phẩm tạo ra cũng rất được người dân nước này ưa chuộng. Các nhà sưu tầm sẽ sẵn sàng chi cho các nghệ nhân khoản tiền lớn để tạo ra các bữa tiệc gồm toàn đá trầm tích. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.